Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Từ Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ tư 21 tháng 8 năm 2024. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngay ngã tư của con đường Liễu Gia Tô Hiến Thành và đường Lý Thường Kiệt anh chị. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta là con đường Lý Thường Kiệt, con đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa đi về bên chợ Tân Bình, về bên ngã tư Bảy Hiền, về bệnh viện Thống Nhất anh chị, bệnh viện Vì Dân. Còn nếu mình đi thẳng con đường Tô Hiến Thành này đi về bên Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Kiệt, bên tay phải màn hình chúng ta cũng là con đường Lý Thường Kiệt, con đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa đi về bên ngã ba giao với con đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toàn anh chị. Trong video clip ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình phố xá trung tâm Sài Gòn, quận 10, quận 11 Sài Gòn. Và để bắt đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thành công. Bên tay trái màn hình của chúng ta là bệnh viện Trưng Vương, trung tâm cấp cứu 115 anh chị. Còn bên phía tay phải màn hình của chúng ta là nhà thi đấu Phú Thọ, ngày xưa là trường đua Phú Thọ. Đó, bánh trung thu nè anh chị. Bánh trung thu thì phải nói được bán ở tất cả mọi nẻo đường Sài Gòn của chúng ta. Nhưng mà còn khoảng một tháng nữa mới đến mùa trung thu, cho nên các cái cửa hàng bán bánh trung thu ở tại Sài Gòn dường như là chưa thấy khách vào mua đâu anh chị. Có lẽ còn quá sớm để cho người ta muốn thưởng thức những cái bánh trung thu. Chủ yếu là bây giờ người ta mua để mà đi tặng, đi biếu, đi làm quà thôi anh chị, chứ còn mà mua để ăn thử thì chắc cũng chưa có đâu. Và chủ yếu là bánh trung thu Như Lan, Kinh Đô, Đồng Khánh anh chị. Bánh trung thu thì có nhiều mức giá khác nhau, tùy vào thương hiệu, tùy vào cái bánh đó ở bên trong đó là nhân thịt hay là nhân trứng hay là như thế nào đó anh chị, bánh đậu xanh. Trong một thời gian tới thì Tường Vũ Channel sẽ cập nhật trực tiếp giá bánh trung thu như thế nào để gửi đến quý vị và các bạn. Còn trong những ngày gần đây thì người ta mới mở bán cho nên mình cũng rất là khó để mà tiếp cận, để mà hỏi giá được anh chị. Nếu mà hỏi thì phải mua, còn hỏi mà không mua thì cũng rất là ngại luôn, nhiều khi bị người ta nói luôn đó anh chị. Chúng ta sẽ đi trên con đường Lý Thường Kiệt, con đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa anh chị, để đi về bên hướng của quận 11. Bên tay phải là quận 11 rồi, bên phía tay trái là quận 10 anh chị. Thấy chủ yếu là bánh Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh. Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh là một trong những ba thương hiệu mà được người Sài Gòn thích sử dụng. Hôm nay ngày thứ tư, ngày giữa tuần, và con đường Lý Thường Kiệt mà chúng ta đang di chuyển ở đây phải nói là một cái lưu lượng xe cộ dày đặc luôn, xe hai bánh, xe bốn bánh rất là đông trên con đường này. Đó, mặt bằng cho thuê kìa, quá trời anh chị. Bên tay trái màn hình của chúng ta đó, phường 14, quận 10, bên tay phải là quận 11, trường đua Phú Thọ năm xưa, nhà thi đấu Phú Thọ anh chị. Đó, đây là có những người đi đẩy cái xe, họ đi mua ve chai anh chị. Đó, nhìn thấy không, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ nè, rất là lớn luôn.
chứ có một số anh chị cũng yêu cầu là vào hỏi giá trực tiếp bánh trung thu ra sao, nhưng mà thật sự thì cũng chưa có tiếp cận được, chị thấy buôn bán cũng chưa khách đông cho nên mình cũng hơi ngại để mà vào hỏi giá được. Anh chị hỏi thì phải mua, nhưng mà thật sự bây giờ nhu cầu mình mua thì lại chưa có mua được. Đó. Trên con đường này có một số căn nhà đóng cửa trả mặt bằng cho thuê nè. Tất cả các con phố ở tại Sài Gòn của chúng ta mặt bằng cho thuê tràn lan đại hải, cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê nhà chính chủ rất là nhiều luôn anh chị. Đó, 200m mà tới 5 căn nhà đóng cửa cho thuê nè anh chị. Con đường Lý Thường Kiệt này nó sẽ từ ngã tư Bảy Hiền anh chị đi về đến đường Nguyễn Trãi luôn, cắt ngang qua nhiều trục đường, cắt ngang qua đường 3 tháng 2 nè, rồi đường Nguyễn Chí Thanh nè, đường Hồng Bàng nè, trường đua Phú Thọ năm xưa, nhà tập luyện thi đấu thể thao Phú Thọ nè anh chị. Phường 15 quận 11. Ở bên tay trái thì có chung cư Rencor. Mua bán về chai chung cư Rencor. Các xe máy chở hàng cồng kềnh rất là nguy hiểm luôn anh chị. Họ đi đôi khi họ quẹt vào xe của người khác đó, thì cũng rất là nguy hiểm luôn. Nay lang thang trung tâm Sài Gòn quận 10, quận 11 để gửi đến quý vị và các bạn. Kinh tế thì khó khăn, giá vàng giá đô thì chao đảo liên tục, lao dốc rồi tăng lên. Hôm qua giá vàng Việt Nam SJC tăng lên 1.000.000 đồng một lượng luôn, vàng miếng đó chị tăng lên 1.000.000 đồng một lượng, vàng nhẫn thì vẫn giữ nguyên giá, đô la thì vẫn trên 25.000 đồng một đô la Mỹ. Phải nói thị trường vàng, thị trường ngoại tệ ở tại Việt Nam của chúng ta cũng đau đầu chóng mặt luôn. Vào các khung giờ khoảng tầm 11 giờ trưa thì phải nói con đường 3 tháng 2 với lại con đường Lý Thường Kiệt từ hướng Tân Bình đi về đến ngã tư của đường 3 tháng 2 thì chúng ta thấy rất là đông xe, đặc biệt xe tải chị. Xe tải ở Sài Gòn thì được phép vào trung tâm từ 9 giờ sáng cho đến trước 4 giờ chiều phải thoát ra khỏi trung tâm. Đó là xe tải dưới 3,5 tấn. Còn xe tải mà trên 3,5 tấn thì sau 22 giờ đêm cơ mới được vào trung tâm Sài Gòn để mà vận chuyển hàng hóa gì. Đó, con đường Lý Thường Kiệt nè. Mình sẽ rẽ tay phải để vào con đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Đó anh chị, đây là con đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản năm xưa nè. Thật sự mà nói thì bánh trung thu đó, năm trước và những năm trước nữa anh chị, chúng ta có thể thấy rằng bánh trung thu buôn bán nó rất là ế luôn, ế ẩm quá trời. Đến gần ngày cuối thì phải nói là sale quá trời sale luôn anh chị.
xe mua 1 tầng 3, mua 1 được 4, mua 5 tính tiền 3 thửa lưa hết á. Wow, bên tay trái quá trời căn nhà cho thuê luôn này anh chị. Đó, bánh trung thu Như Loan, Đồng Khánh, Kinh Đô, khách khứa thì chẳng thấy đâu cả. Chưa biết là tình hình trong năm 2024 này thì bánh trung thu nó sẽ ra sao anh chị. Hy vọng thì người ta bán cũng được khách, chứ còn mà đợi tới gần tới mùa mà bán ế ẩm thì cũng rất là tội cho họ, tại vì họ phải thuê mặt bằng nè, thuê vỉa hè để mà kinh doanh buôn bán. Mà nếu bán mà không có lời thì những năm sau người ta cũng hết muốn luôn, hết muốn bán luôn. Ở đây người ta mang các cái đồ cũ ra lề đường người ta bán này anh chị, cái gì cũng bán, máy tính, loa, rồi máy xay sinh tố, nồi cơm điện, quạt cũ, giày dép, dây thắt lưng, nói chung là những cái đồ điện tử mà cũ là cái gì cũng bán, cái gì bán được người ta mang ra ngoài lề đường người ta bán. Bên tay phải là đường Lê Đại Hành, đi về bên Bùng Binh của quận 11, Bình Thới đó chị, về Bình Thới. Trời ơi, sao mà phải nói đi ngoài đường thấy mấy ngã tư ăn xin quá trời luôn anh chị. Bên tay phải màn hình chúng ta là Đầm Sen, đi vào Đầm Sen anh chị. Con đường Lãnh Minh Thân đi vào Đầm Sen quận 11 đó. Đó, mình đi xuống này một đoạn này. Cơ sở thẩm mỹ làm đẹp đóng cửa quá trời luôn anh chị ơi. Thấy ngày nay kinh doanh buôn bán đó thật sự là nó khó khăn một cách nghiêm trọng luôn. Đóng cửa phá sản dẹp tiệm quá trời luôn chị. Các nhà hàng quán ăn mới khai trương được 3 tháng đóng cửa dẹp tiệm luôn, quá thê thảm. Các chuyên gia dự đoán là giá vàng ở tại Việt Nam của chúng ta sẽ tăng lên trong thời gian tới, trong quý 4 năm 2024. Bây giờ giá vàng miếng SJC bán ra là 81 triệu đồng một lượng trong ngày hôm qua đó. Wow, cho thuê nhà tràn lan luôn anh chị. Sẽ rẽ vào con đường Tả Uyên nè anh chị. Đường Tả Uyên, Tả Uyên phường 6 quận 11. Cập nhật phố xá quận 11, quận 10. Dịch vụ xoa bóp, xông hơi, massage, trời ơi. Con đường Trần Quý nè, con đường Trần Quý
Highland Coffee, Trần Quý, phường 6, quận 11. Khu vực này hướng về bên chợ Thiết nè cô chú anh chị các bạn. Karaoke, hủ tiếu thập cẩm. Trời ơi, bây giờ người ta mở ra các dịch vụ giặt đồ, giặt quần áo, rồi sửa chữa quần áo đồ, thấy dễ kiếm tiền hơn đó anh chị. Nay tranh thủ buổi trưa đi một vòng để cập nhật tình hình phố xá trung tâm quận 10, quận 11 để gửi đến quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đi vào con hẻm này ha. Con hẻm chợ này anh chị. Đỗ Ngọc Hạnh. Đó. Khu vực này là khu vực xung quanh chợ Thiết nè. Lộ dưới 6m. Wow, trong này nhiều cái hẻm nhỏ nhỏ quá trời luôn. Nhà vách tôn, vách thiết hồi xưa nè. Chợ Thiết mà. Chợ Thiết buổi trưa thì người ta bán rau củ quả nè, quần áo, thời trang nè. Hải sản tươi sống nè, tôm cá mực. Tại vì buổi sáng đi vào con đường này cũng không có chỗ đi luôn đó, đông xe lắm, buổi sáng đông xe. Đầm tháng 7 bắt đầu người ta cúng cua hồn, giật cua hồn rồi bán các cái đồ vàng mã, vàng bạc. Khu này là tiệm vàng nổi tiếng luôn đó anh chị, nổi tiếng về tiệm vàng luôn đó. Chị thấy không, bên tay phải nè, tiệm vàng chợ Thiết chuyên mua bán vàng, kinh doanh vàng. Chợ Thiết là nổi tiếng ở quận 11 luôn đó. Phó Cơ Điều với lại Trần Quý, ngã tư Phó Cơ Điều với lại Trần Quý thuộc quận 11. Ồ, cảnh sát giao thông à. Chắc bắt xe nào rồi. Xe ở tỉnh lên đường Sài Gòn đi là dễ bị bắt lắm. Đường cấm liên tục, cấm theo giờ, cấm xe hơi. Phía trước màn hình của chúng ta là con đường Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hoàng Quân năm xưa đó chị. Đi hướng này đi về bên bệnh viện Chợ Rẫy nè. Nguyễn Chí Thanh thuộc quận 5 Sài Gòn. Ở đây ta bán các cái đồ như là tủ thờ cúng đó anh chị. Đèn dành cho bàn thờ. Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện tuyến trên cuối cùng luôn. Trời ơi, thấy quá tải, các bệnh viện lớn ở tại Sài Gòn luôn luôn quá tải anh chị. Chủ yếu là bệnh nhân ở các cái tỉnh miền Tây, miền Trung đổ dồn về Sài Gòn rất là đông luôn.
thấy cái cảnh mà người nhà đi trong đông bệnh ở những bệnh viện lớn là chúng ta thấy nó rất là khổ luôn anh chị. Và các cái bệnh viện thì phải nói là tệ nạn xã hội cũng cực kỳ nhiều luôn. Trời ơi, ngồi đây vỉa hè vỉa đường kinh khủng luôn, quá tải. Đó, phía trước cũng bệnh viện Chợ Rẫy, buôn bán cơm dành cho người nhà bệnh nhân này thì sao. Quá trời luôn luôn, quá tải. Kẹt xe phía trước này luôn. Xe luôn, quá tải luôn anh chị. Xe hơi, xe máy, taxi. Từ thứ hai cho đến thứ sáu luôn, phải nói là những bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược và một số bệnh viện khác ở tại Sài Gòn của chúng ta luôn luôn đông nghẹt bệnh nhân và người nhà anh chị đó. Khu này đang rồi. Đó, con đường Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hoàng Huân anh chị, khu vực xung quanh bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược. Trời ơi, kèm chúc nhau luôn anh chị thấy không? Đại học Y Dược, khoa điều dưỡng kỹ thuật y học. Đây cập nhật một vòng ở tại phố xá trung tâm các bệnh viện ở tại quận 5. Ngã tư của con đường Nguyễn Chí Thanh và con đường Lý Thường Kiệt này. Trước này có một cái xe của công ty Cây Xanh đang thi công cho nên là nó bị tắc nghẽn giao thông luôn anh chị. Mình sẽ đi ra con đường Hồng Bàng để đi về hướng của bệnh viện Đại học Y Dược. Xe Grab, xe taxi hoạt động hết công suất ở tại khu vực các cái bệnh viện lớn ở tại Sài Gòn của chúng ta
vẫn bánh trung thu Kinh Đô Như Loan về tái, anh chị thấy không? Đó có bảng giá niêm yết đầy đủ luôn. Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương. Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương mới xây lại rất là đẹp và rất là rộng luôn anh chị. Ngày xưa thì ở mặt trước thôi, cho nên nó hơi bị chật và nó quá tải. Còn bây giờ đã xây lại một cái khu mới đáp ứng đủ nhu cầu của các bà mẹ luôn, em bé nữa. Ở phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư của con đường Hồng Bàng và con đường Lý Thường Kiệt anh chị. Đó anh chị, bên tay phải là trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là bệnh viện Đại học Y Dược. Con đường Hồng Bàng mà chúng ta đang đi ở đây là đi thẳng về bên hướng của chợ An Đông, trung tâm thương mại An Đông, quận 5 Sài Gòn anh chị. Hãy nói phố xá bệnh viện quận 5 của chúng ta thì nhìn rất là đông đúc và nhộn nhịp. Đó, đây là con đường Tảng Đà nè anh chị. Con đường Tảng Đà là mặt sau của bệnh viện Đại học Y Dược. Đây là con đường Mạc Thiên Tích nè anh chị, mặt sau của bệnh viện Đại học Y Dược. Ở đây sẽ có nhiều nhà thuốc tây, rồi nhà nghỉ, phòng trọ bình dân dành cho thân nhân của những người đi nuôi bệnh đó. Họ thuê phòng trọ ở đây. Quán cơm, phở, hủ tiếu, bún bò, phòng trọ, cà phê võng đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của người thân chăm bệnh. Cổng số 4, bệnh viện Đại học Y Dược. Wow. Quá trời luôn. Cơm bình dân 30 ngàn, hủ tiếu, phở, bánh canh bình dân 30 ngàn một tô thôi, cơm chay thì 25 ngàn, hủ tiếu năm vang, các món miền Tây. Đó anh chị, đó là khu vực xung quanh của bệnh viện Đại học Y Dược. Cho nên người ta hay nói là sức khỏe là vàng là vậy đó quý vị, sức khỏe là vàng.
con đường Hồng Bàng nếu mà qua cái ngã tư Ngô Quyền thì nó sẽ trở thành con đường An Dương Vương về bên khu vực chợ An Đông. Mình đang có mặt trên con đường An Dương Vương anh chị, hướng về bên chợ An Đông, quận 5, Sài Gòn. Như vậy trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Phú Channel đã cập nhật tình hình khu vực phố xá bệnh viện Sài Gòn. Bên tay trái màn hình của chúng ta là công viên Văn Lang anh chị nhé, công viên Văn Lang. Đây là cái ngã tư của con đường Nguyễn Tri Phương và con đường An Dương Vương. Nếu mà rẽ tay trái đi về bên ngã 6 Minh Mạng, ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Còn nếu mà rẽ tay phải thì về hướng của Nguyễn Trãi đó anh chị. Đó, bánh trung thu nè, Indo nè anh chị. Bây giờ mở cửa bán thì cũng vui đó, nhưng mà khách thì không có luôn. Khu vực này chuyên bán về xe gắn máy nè anh chị, xe gắn máy mới rồi xe cũ cũng có luôn. Wow, kinh đô Như Lan, Đồng Khánh nè anh chị thấy không, trưng bày rất là đẹp luôn. Hướng đi về bên trung tâm thương mại An Đông Plaza. Theo đánh giá chung thì bánh Như Lan là một trong những thương hiệu bánh chất lượng. Người ta nói tiền nào của đó mà. Nó chất lượng thì đương nhiên giá nó phải cao hơn rồi. Rõ ràng là như vậy cô chú anh chị các bạn. Ở phía bên tay trái màn hình của chúng ta là trung tâm thương mại An Đông. Trung tâm thương mại An Đông, quận 5, Sài Gòn. Đó anh chị, trung tâm thương mại An Đông. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.